Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10.000 cái token CU đến từ Ketchup Pot. Thì cái Ketchup này nó gần giống như là một cái dạng của mạng xã hội TikTok của Việt Nam mình đó. Đó, thì sau khi mà mọi người làm xong airdrop này thì mọi người sẽ nhận được ngay là 10.000 cái CU này nhé. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ bấm vào đường link chatbot, sau đó bấm chọn Start này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ join này vào group Telegram này, chọn join này, ok, quay lại này. Tiếp theo mọi người follow Twitter này, rồi theo dõi này, sau đó quay lại này. Tiếp tục mọi người sẽ retweet lại cái bài của nó, ở đây click chọn like và retweet, sau đó quay trở về. Rồi, ở đây thì mọi người có thể là đăng ký ở trên app hoặc là đăng ký ở trên web nhé. Thì mình sẽ mở app ra để tải cái app này về. Rồi, mọi người sẽ chọn cài đặt app này. Ok, mọi người sẽ chờ tải app cho mình nhé. Rồi, sau khi tải xong mọi người sẽ mở ra và tiến hành tạo một cái tài khoản. Rồi, mọi người click vào click to start này. Bấm gạt ra. Sau đó thì bấm chọn vào grant permission. Ở đây thì mọi người sẽ cấp phép cho nó nhé. Rồi, bấm tiếp vào mũi tên. Ok, và sau đó chờ đợi. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục account này cho mình. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào chữ register. Và sau đó thì mọi người chuyển sang chọn agree này. Mọi người chuyển sang chữ sign up này cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tiến hành điền các thông tin nhé. Đầu tiên là tên đầy đủ này, địa chỉ email này, username, mật khẩu, nhắc lại mật khẩu và nói một vài điều gì đó về chúng tôi ấy. Đó thì mọi người có thể nhập đơn giản thôi, tôi rất thích cái dự án này, ok, bla bla lô gì đấy, ok nhá. Thì bây giờ cái việc điền thông tin này thì ai cũng biết rồi đúng không? Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký này. Rồi sau khi điền đầy đủ các thông tin thì mọi người bấm chọn vào I agree, sau đó bấm chọn register. Rồi thì ở đây nó sẽ gửi cho mọi người một cái mail nhé. Đó, mọi người sẽ mở mail ra để kiểm tra này. Rồi mọi người mở mail ra nhé. Rồi sau đó thì sẽ bấm chọn vào verify your mail này. Ok, và bây giờ thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Mọi người chọn join airdrop này, sau đó thì nhập profiling của Twitter nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví PEP20. Ok, sau đó thì nó yêu cầu mọi người nhập cái đường link giới thiệu trên app nhé. Mọi người sẽ quay trở lại cái app mà mọi người vừa tạo ấy. Đây là cái app contract này. Đó, mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người bấm vào chọn Create Referral Link này. Ok, sau đó quay trở lại bot này và dán cái đường link nó vào đây. Đâu rồi? Mình chưa tạo được. Đó thì mọi người sẽ dán cái đường link đó vào đây, mọi người sẽ gửi. Ok, tiếp theo thì cuối cùng là mọi người bấm chọn claim your
Ok, và như vậy là 10.000 cái đồng CU này thì nó sẽ được ghi nhận vào trong cái tài khoản này của mọi người nhé. Trong khoảng vài phút cho đến 1 tiếng thì ở trên này nó sẽ xuất hiện là một 10.000 cái đồng CU này. Thì cái đồng CU này khi nào mà có thể giao dịch được thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn mọi người nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. À, quay trở lại với bot đã. Thì ở đây mọi người có thể bấm chọn vào main menu này. Rồi sau đó thì bấm chọn vào cái mục referral để lấy cái đường link chia sẻ từ bot nhé. Thì đây là cái đường link chia sẻ từ bot này. Ok.